Chào các bạn, bên cạnh tôi đây chính là chiếc Honda Future 2019 vừa được Honda Việt Nam giới thiệu ra thị trường cách đây không lâu. Hiện tại chiếc Future này đã xuất hiện tại một số đại lý Honda khu vực Hà Nội thì Autobuy đã nhanh chóng tiếp cận mẫu xe này. Phiên bản cạnh tôi đây chính là phiên bản Honda Future vành nan. Theo quan sát của Autobuy thì phiên bản Future 2019 mới này cũng không có thay đổi gì quá nhiều, nếu không muốn nói là không có thay đổi gì cả. Bởi vì phiên bản vành nan này chỉ thay đổi một chút về phần tem xe, còn phiên bản vành đúc thì có thêm màu trắng bạc đen mới. Và các bạn hãy cùng Autobuy tìm hiểu xem trên cái phiên bản Future 2019 vành nan này bên cạnh tôi đây sẽ có những cái chi tiết nhỏ gì thay đổi nhé. Theo quan sát của chúng tôi, Honda Future 2019 được bổ sung màu mới, thay tem xe logo và giá đề xuất tăng. Đi vào cụ thể, Future 2019 phiên bản vành đúc với logo 125 được thay mới với lớp phủ chrome, tạo điểm nhấn cho tổng thể mẫu xe một hình ảnh cao cấp và mạnh mẽ. Còn ở phiên bản vành nan hoa, tem xe được tạo hình chữ X độc đáo với những đường cắt sắc nhọn và dứt khoát, tôn được vẻ nam tính, lịch lãm mà vẫn khoáng đạt. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế đã tinh tế vận dụng nghệ thuật phối, điều chỉnh tông màu sắc, đồng thời đặt điểm nhấn phù hợp để tạo nên tổng thể một mẫu xe với thiết kế phong cách mạnh mẽ, sang trọng đặc trưng của Future mà vẫn tạo được chất riêng. Điểm thay đổi thứ hai đó là xe được bổ sung thêm màu sơn trắng bạc đen trên phiên bản vành đúc, đồng thời cũng bỏ đi màu bạc đen trên phiên bản vành nan hoa. Như vậy, tổng số màu tùy chọn của Future 2019 vẫn là con số 7. Ngoài những thay đổi như đã nêu trên, Future 2019 vẫn sở hữu hệ thống đèn pha LED mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng hàng ngày như cường độ ánh sáng mạnh, tiết kiệm ắc quy hơn, an toàn khi đi vào ban đêm, nhìn rõ xe đi ngược chiều và tuổi thọ bóng cao hơn so với bóng đèn halogen truyền thống. Mặt đồng hồ với thiết kế analog 3D giúp Future 2019 khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe số thông thường khác. Future 2019 có kích thước tổng thể không đổi so với thế hệ tiền nhiệm là 1931mm dài, 711mm rộng và 1083mm cao. Khoảng cách trục bánh xe 1258mm, chiều cao yên 756mm, bình xăng 4,6 lít. Trọng lượng 105kg với phiên bản vành nan và 106kg với bản vành đúc. Xe sử dụng lốp trước 70/90/17 và lốp sau 80/90/17 tương đương phiên bản cũ. Cả hai phiên bản vẫn sử dụng phanh đĩa trước và phanh tăng chống sau. Ổ khóa 4-1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Trái tim của xe vẫn là khối động cơ 125 phân khối, phun xăng điện tử, công suất cực đại 9,5 mã lực tại 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 5.500 vòng trên phút, đi cùng hộp số tròn 4 cấp, khởi động điện kết hợp với cần khởi động. Do không có bất kỳ sự thay đổi nào về động cơ cũng như là hệ truyền động, thế nên là Future 2019 vẫn có công suất cực đại là 9,5 mã lực và mô men xoắn cực đại 10,6 Nm, phù hợp với rất nhiều cái điều kiện địa hình cũng như là vùng miền khác nhau. Với sự thay đổi nhỏ về tem xe cũng như là bổ sung màu mới trên phiên bản Future 2019 thì giá xe cũng được điều chỉnh. Trong khi phiên bản vành nan thì vẫn giữ nguyên mức giá đề xuất là 30,2 triệu đồng thì phiên bản vành đúc đã tăng lên khoảng 200.000 đồng, tức là lên 31,4 triệu đồng. Hiện giá thực tế các phiên bản mới này tại đại lý thì tại khu vực Hà Nội đang thấp hơn đề xuất khoảng 200-400.000 đồng. Trong khi chúng tôi khảo sát tại khu vực miền Nam thì các phiên bản mới này đang cao hơn đề xuất khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên thì lượng xe tại đại lý rất hạn chế, nhất là về cái màu mới, màu trắng bạc đen hầu như là không có. Cuối cùng là giá đề xuất của xe đã được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng với bản vành đúc lên 41,4 triệu đồng, trong khi bản vành nan giá không đổi ở mức 30,2 triệu đồng. Hiện Future 2019 đã được đưa về một số đại lý khu vực Hà Nội với giá thấp hơn đề xuất từ 200 đến 400.000 đồng với lượng xe rất hạn chế. Thế nhưng mẫu xe này vừa về đại lý đã đội giá tới 1 triệu đồng tại khu vực miền Nam. Honda Future cũng là một trong những mẫu xe máy Honda có giá bán thực tế tại đại lý, thường xuyên rời giá đề xuất từ 500.000 đến 1,2 triệu đồng, trái ngược với sự đội giá từ 10 đến 23 triệu đồng của SH, SH Mod hay giảm sâu tới khoảng 7 triệu đồng của Honda Winner. So với mặt bằng chung của các mẫu xe số không riêng gì của Honda và cũng như là các đối thủ khác như là Yamaha, Sirius hay Jupiter thì có vẻ như là giá của Future hơi cao hơn một chút. Nhưng mà những cái thiết kế mà xe mang lại về hiện đại rồi là cao cấp thì tôi nghĩ rằng mức giá này rất là phù hợp. Về kiểu dáng của Future 2019 thì tương tự với phiên bản cũ, tức là nó vẫn mang hơi hướng lai tạp khá nhiều của các mẫu xe ga.
Tuy nhiên tôi lại thấy cái thiết kế này khá là đẹp và có cái gì đấy nó rất là thời thượng dành cho những ai mà thích cái kiểu dáng của xe ga. Tuy nhiên cái mức tài chính của họ lại chưa đủ đáp ứng thì có thể mua chiếc xe số Future này. Và trong thời gian tới thì tôi mong rằng Honda Future sẽ không bị đội giá lên quá nhiều, thì chắc chắn chiếc Future này sẽ là một sự chọn đáng giá trong phân khúc xe số tầm trung tại Việt Nam.